cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa cuộc đời bạn và con người bạn. Tôi tên là Nguyễn Thị Minh Lý và tôi là vận động viên bơi lội. Tôi sinh ra ở Đắk Lắk. Hiện tại tôi là nhân viên tại đội kê khai kế toán thuế chi cục thuế quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chơi được các loại nhạc cụ, đàn, guitar và harmonica. Tôi là giảng viên trường Đại học Dân lập Văn Lang và là cố vấn cho Quỹ Vì Trẻ Em Khuyết Tật Việt Nam. Tôi đã gặp một tai nạn nghiêm trọng. Sốt bài liệt. Tôi là người khiếm thị. Tôi đã tìm đến âm nhạc. Lúc đầu tôi cảm thấy rất sợ hãi. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, nhưng khi nghĩ kỹ lại, tôi thấy trốn chạy thì thật là dễ. Để đối diện với một vấn đề mới là khó. Tôi vẫn phải tiếp tục sự nghiệp của mình, ước mơ của mình. Trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như duyên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời riêng riêng tôi. Và tôi sống như
ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời.